người đến là tại quý vị đã đến quý vị đã đến và lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với hội thi thi thác giáo viên ngành giáo dục đào tạo Bình Định năm 2018 hôm nay, trường trung học phổ thông số 1 Phú Mỹ xin gửi đến hội thi với những tiết mục dự thi với chủ đề giai điệu tự hào, dòng nhớ, dòng thương với chung ba ca khúc âm vang trống trận, giai điệu tổ quốc và hát bài bản hùng ca. Chương trình dự thi của trường trung học phổ thông số 1 Phú Mỹ xin được phép bắt đầu. Lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam chính là một bản anh hùng đã chiến đấu kiên cường bất khuất để dựng nước và giữ nước. Dân tộc ta đời này qua đời khác đã nêu cao tinh thần anh dũng tuyệt vời, trí sáng tạo và tài thao lược, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy yếu đánh mạnh, lấy đoàn binh thắng trường trận, vừa đánh vừa bồi dưỡng sức mình, phá tan nhiều đạo quân xâm lược lớn mạnh trên thế giới. Hãy lắng nghe lời hiệu dụ của quốc quan trung thủa nào. Đánh cho đề dài bóc, đánh cho đề đến răng, đánh cho nó chết luận bất phản, đánh cho nó phiến rất bất hoàn, đánh cho sử trí Nam Quốc, anh hùng chí hiếu chủ. Ấm vang trong trận vác lên bóc cải hoàn ca, có ngựa Tây Sơn, trong trận Tây Sơn trở thành điều thường tuyệt vời của hào khí Bình Định. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, liên quốc hát múa, ấm vang trong trận, ngày hồ hoa đảo, sáng lát ngọc hải, biên đạo múa Vân Kiều, giàn dựng thách thức của tập thể nam nữ giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông số 1 Phú Mỹ biểu diễn.
điệu viết về tình yêu cổ vũ lại vang lên một cách tha thiết và hùng tráng, tiếp tục ngân lên thúc giục bao lớp lớp thanh niên xẻ dọc trường sớm đi cứu nước, và lòng phơi phới dậy tương lai. Đâu chính là giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Cảm thông giai điệu cổ quốc sáng tác chân tiền được trình bày của đất Thái Lan tại giáo phận Thanh Bình. Và tôi yêu và tôi nhớ lời yêu thương lời bạn trai tham ngày này đất nước tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng nhau ta